Cá coi chú ạ. Cá coi phải không? Dạ. Cá này nuôi nó sinh sản vậy, phải không? Thấy được không? Cá con này à. Chắc có lẽ bây giờ thì người ta có thể là đến cái lúc mà nó có trứng rồi, họ có thể họ cấy được rồi. Ý nói là người ta có thể cho sinh sản nhân tạo. Đến lúc có cái bầu trứng nó nhiều đó. Bầu trứng nó nhiều thì người ta có thể bắt lên, người ta nặn trứng rồi người ta thụ tinh rồi. Mà mắc lắm đó. Cái này giờ họ thì đây là một cái công nghệ, một cái ngành nuôi cá coi á. Ừ. Người cá này ăn được không? Ăn được. Ngon chứ, ăn được chứ. Nhưng mà đây cái gì tâm đồ ăn chứ là sao ta? Nhưng mà thường thường là những con vật nhưng mà được con người yêu quý thì người ta sẽ không ăn. Cái này là cho con là con không ăn rồi đó. Con nó làm cho mình vui mà mình thấy đẹp thế này sao ăn được. Nỡ lòng nào đúng không? Giống như ở nước ngoài á, họ không ăn chó đó. Yêu quá sao ăn được. Đấy. Như tụi con bây giờ không ăn chó. Hôm nay chú cầm lần đầu tiên tới đây chú? Đâu có, cũng tới vài lần rồi. À. Mình cũng thích cái quán này. À. Rất là đẹp, ấn tượng. Quán này là bằng lăng tím. Ở con đường gì? Đường này đường Phan Huy Huy Khởi á. Tân Bình. Tân Bình. À, đầu đường Phan Huy về đường Trường Chinh á. Coi này, coi này mọi người. Coi này. Đâu có cho nó ăn cái gì đâu. Mà rồi cái tay xuống mua lại rồi. Coi chừng nó cắn nó tay á. Không, trời ơi nó đông đông nghẹt luôn nè. Trời đảo hả? Thôi ngồi kêu cà phê đi. Ngồi đây ngồi đâu? Đi ngồi cái này cho thoải mái đi. Ngồi chỗ nó có quạt á. Ngồi sang bên đó mới có quạt sang được. Ở bên đó, ngồi bên đó đi. Trời ơi. Không gian thật sự là thoáng mát, đẹp. Xung quanh nó có nước, có cá. Nó rất là dễ thương, màu mè, quá cảnh. Là bằng lăng tím ha. Trời ơi quán. Ở Việt Nam thì quán cà phê thì rất nhiều quán đẹp chứ cũng không phải là bằng lăng tím. Ở gần đây có Du Miên. Du Miên. Ừ. Mỗi cái quán thì có một cái khung cảnh đẹp khác biệt. Đúng rồi. À. Có cái đài phun nước rồi nhưng mà cái quán đó thì rất là đông mà. À, muốn nói chuyện riêng tư hoặc là muốn cái livestream thì không có chọn quán đó, bởi vì nó rất là ồn. Nhạc nè, tiếng nước là tiếng phun đài nước phun nên là tiếng người ta nói ồn ào là ra. Có những mình cần những cái không gian yên tĩnh thì nó không có. Dạ đúng rồi. Quán này thì được. Như vậy thì mà nói lại yên tĩnh. Ở đây ở Việt Nam chú về chú biết đó là cứ buồn buồn ra quán cà phê ngồi chơi. Ngắm nghía đi gặp mấy ông đó, già đó là cái thú, nói chuyện cái thú. Thú ừ đúng không? Ok xuống đây đi. Ok ừ. Thì con quay cho mọi người thấy cái khung cảnh xung quanh cái coi. Em ơi, em gái ơi, ê em đây cho anh ly cà phê đá không đường. Một ly cà phê sữa rắm, ít sữa. Ừ. Cà phê đá không đường bao nhiêu tiền một ly em? Cà phê đá không đường là 28 ngàn. Rồi cà phê sữa? Là 35 ngàn. 33 ngàn hả? 35 à? 35 hả? Ok. Quán đẹp thế này. Ok thì được rồi. Ok. Ừ. Rồi xin chào mọi người nhé. Có thời gian rảnh rồi mọi người tới đây uống cà phê, thư giãn, ngắm cá coi. Có thể là gặp Công Nguyễn. Goodbye, bye bye.